À, đừng có mưa nữa, tạnh mưa ngay. Từ Gia Gia, Từ Gia Gia, ông phải cứu cháu. Từ Gia Gia, ông muốn hại cháu sao? Có người muốn dùng nước độc chết cháu. Từ Gia Gia, Từ Bảo Công đã không thù không oán với người, sao ngươi lại ngăn cản ta? Ngươi đừng đối phó ta nữa, ta không tha cho ngươi đâu. Sao rồi quận chúa? Quận chúa Dưỡng Đan, đã bị mê một ngày một đêm rồi. Không lẽ thần cương khôi phục được nguyên thân mà không được nguyên khí sao? Ông đừng lo, Dương Phàm đã lợi dụng Tiết Đại Ca bấy lâu nay, không thể lành trong sớm chiều được đâu. Có lẽ nghỉ thêm vài ngày thì sẽ không sao đâu. Mong là quốc vận của Đại Đường chưa xì, hồn thiên của tiên đế phù hộ cho chúng ta. Mong ông trời phù hộ. Đáng tiếc nhất là ông nội của người. Lão tổ thần đau lòng. Thật ra ông nội đã tự bối ra mình được 95 tuổi sẽ gặp tai kiếp. Quả nhiên ông nội đoán không sao. Tại sao ông không nói với ta vậy hả? Ông chỉ nói mình cháu thôi. Ông nói hễ gặp nước thì chết nước, nên đảm cư vào trong rừng núi không chịu. Ai dạy người không thể kháng trời. Cảm ơn ông nội cháu đã trượng nghĩa cứu thần cương, đã coi như không bị dây sinh vô cớ rồi. Dù sao ta không thể thắng chánh được.
quận chúa có tỉnh rồi hả? Tay cô còn đau lắm không? Em múc cháo cho cô ăn nha. Không cần, chị không đói đâu. Anh nè, Tiết công tử khỏe lại chưa? Dạ chưa. Còn chưa hả? Quận chúa, bây giờ cô phải nằm nghỉ nhiều mà, không thể xuống đất đâu. Không được, chị phải đi coi ảnh. Quận chúa à. Trình lão tổ, Tiết công tử sao rồi? Quận chúa, anh chưa tỉnh lại, nhưng mà không sao đâu, không cần lo lắng. Đúng đó quận chúa, tay cô còn bị thương, cô nghỉ chút đi. Nghỉ chút đi mà. Cháu bị thương ở tay chỉ là thường thôi. Điều cháu lo lắng nhất là một ngày một đêm rồi mà mình còn chưa biết an nguy của Tiết đại ca. Hay là mình đi kiếm đại phu về đi. Ngươi thật là cờ quá. Bây giờ mình đi gọi đại phu là gián tiếp nói cho Võ Tắc Thiền biết mình ở chỗ này. Tiết đại ca, Tiết đại ca, Tiết đại ca, Tiết đại ca. Sao hả? Có nhận ra chúng tôi không hả? Ta là Trình lão tổ nè. Đây là quận chúa Từ Hiền con qua đó. Con qua đó. Bây giờ tôi ở đâu? Bây giờ anh ở với chúng tôi, ở một hang động. Phải đó, chúng tôi ở với anh một đêm rồi đó, không cần sợ đâu. Tôi về ra đâu? Hả? Tôi về ra đâu rồi? Ông đang ngủ rồi. Ông đang ngủ rồi. Đang ngủ rồi. Giờ anh thấy sao hả? Tôi cảm thấy mệt lắm. Hồi nãy tôi nằm mơ gặp được Từ Gia Gia. Ông cứ ôm chặt lấy tôi, không chịu buông ra, không biết là chuyện gì. Nằm mơ thôi mà, nằm mơ thôi mà. Anh đừng có nghĩ dớ dẫn nữa. Ăn cháo rồi nghỉ tiếp nha. Xuân Hoa, đem miếng cháo vô. Dạ. Phải rồi, tôi nằm mơ thấy được cô. Thấy cô nhảy xuống nước, tôi cũng nhảy xuống nước. Tôi cũng nhảy xuống nước rượt theo cô. Tại sao? Lý đại ca, đừng nói nhiều nữa. Hết bệnh rồi mới tính sao. Bệnh? Tôi có bệnh gì đâu. Anh bị sốt lắm quận chúa. Trình lão tổ, ông với Từ Hiền về phòng nghỉ trước đi. Hai vị đã cả ngày không ngủ rồi. Anh ơi quận chúa, nếu như Tiết đại ca có chuyện gì, hai cậu cứ la lớn lên nha. Tôi biết rồi. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.